Thật là bất ngờ khi một đức giám mục Việt Nam biểu diễn võ thuật với trang phục áo trùm đen trước ngàn người xem, làm cho ai ai cũng há hốc ngạc nhiên vì lần đầu tiên trong đời mình được thấy một đức giám mục Việt Nam đang múa võ thuật. Một chuyện lạ tưởng như mơ nhưng lại có thật. Tuy trang phục của ngài chưa phù hợp với quyền võ Taekwondo, nhưng qua đường quyền múa võ, mọi người đều vỗ tay trong sự thán phục vị giám mục văn võ song toàn. Đức giám mục phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân là đức giám mục Việt Nam đầu tiên có võ thuật đệ nhất đẳng huyền đai Taekwondo. Vị giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân là giám mục của giáo phận Xuân Lộc, là võ sư Taekwondo nhất đẳng huyền đai. Đối với ngài, võ thuật giúp ta bảo vệ sức khỏe và bảo vệ chính mình. Ngài cũng rất say mê môn võ thuật này và cũng thường xuyên luyện tập. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân biểu diễn võ thuật lần thứ nhất là vào Đại hội huynh trưởng giáo tỉnh Sài Gòn tháng 8 năm 2017, cũng tại giáo xứ Thái Hòa giáo phận Xuân Lộc. Lần thứ hai, đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân biểu diễn bài quyền trung cấp trong ngày họp mặt thiếu nhi thánh thể giáo phận. Như vậy, trong giám mục đoàn Việt Nam có thêm một võ sĩ Taekwondo, một thành viên giám mục văn võ song toàn. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân sinh ngày 6 tháng 7 năm 1953 tại Ninh Bình, thuộc giáo phận Phát Diệm. Thân mẫu và gia đình của ngài hiện là giáo dân giáo xứ Kim Thượng, hạt Gia Kiệm, thuộc giáo phận Xuân Lộc. Ngài mồ côi cha từ rất nhỏ, lúc ngài vừa được 3 tháng tuổi. Năm 1973, ngài học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio 10 Đà Lạt. Năm 1992, ngài chịu chức linh mục tại giáo phận Xuân Lộc. Năm 1995 đến năm 2005, ngài được cử là công chứng viên tòa án hôn phối giáo phận Xuân Lộc. Năm 1998, ngài được cấp bằng cử nhân văn học tại Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Sài Gòn. Từ năm 2005 đến năm 2006, ngài là giáo sư Đại chủng viện. Năm 2006, cha được cử đi du học tại Philippines. Năm 2016, ngài làm tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc. Ngày 2 tháng 5, 2017, Tòa Thánh loan tin Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm linh mục Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện là tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc.